Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay thì được phân công thì tôi xin trao đổi với các bạn về cái bài, chủ yếu là cái bài hỗ trợ về mặt tuần hoàn bằng các biện pháp cơ học. Thì ở khoa hồi sức chúng tôi là cái khoa mà cũng triển khai cái ECMO, tức là hỗ trợ tim phổi nhân tạo đầu tiên, và bắt đầu từ năm 2009 đến nay thì liên tục hàng năm chúng tôi có khoảng độ tầm 40 đến 70 ca, tức là tổng số bệnh nhân được hỗ trợ tim phổi nhân tạo bây giờ cũng phải độ tầm 500 ca rồi, kể cả hỗ trợ tim và hỗ trợ phổi. Thì đối với quan điểm của hồi sức của chúng tôi ấy, thì cái điều quan trọng nhất đối với bệnh nhân khi có suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp, đấy là gì ạ? Đấy là khi đó thì mình đang làm cái gì cho bệnh nhân? Đang làm cái gì cho bệnh nhân? Thì quan điểm của hồi sức của chúng tôi thì có hai vấn đề chính liên quan đến các thiết bị mà phải hỗ trợ cho bệnh nhân. Đấy là đầu tiên là cái phần tim của bệnh nhân thế nào, thứ hai là hỗ trợ phổi của bệnh nhân thế nào. Thì ở đây thì nói tóm tắt là có hai cái cơ quan mà mình phải hỗ trợ nhiều nhất, nhưng mà nếu mà về mặt rộng, nói rộng ra ấy, thì có hai vấn đề chính là oxy vận chuyển của bệnh nhân ra sao và oxy tiêu thụ của bệnh nhân thế nào. Thì các bạn cũng biết rồi, oxy vận chuyển là gì ạ? Là sự phối hợp giữa các thông số bao gồm hemoglobin, bao gồm cung lượng tim, bao gồm gì ạ? Sức cản mạch hệ thống, rồi những cái thông số oxy hòa tan trong máu động mạch của bệnh nhân. Còn oxy tiêu thụ đấy là chính là cái lúc bệnh nhân đang ở trong tình trạng nào, đang trong tình trạng sốc thì nhu cầu oxy bệnh nhân sẽ tăng lên, và đang trong tình trạng thì giảm cung lượng tim thì tất nhiên là lúc đó thì thiếu cái cung lượng cho bệnh nhân. Thì ở trong bài này tôi sẽ nói với bạn bốn vấn đề chính. Một là định nghĩa về suy tuần hoàn cấp như thế nào, hai là sinh lý bệnh của suy tuần hoàn, ba là hỗ trợ ECMO trong suy tuần hoàn nặng bao gồm các bệnh cảnh suy tuần hoàn do sốc tim, do nhồi máu cơ tim, do viêm cơ tim, suy tuần hoàn do gì ạ? Do tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy tuần hoàn do tình trạng sốc phản vệ, và suy tuần hoàn thậm chí do tình trạng tắc nghẽn, ví dụ như tắc động mạch phổi cấp. Và chúng tôi cũng đưa ra một số ca bệnh. Cái bài này thì tôi đã trình bày từ năm 2017 tại hội nghị hồi sức cấp cứu toàn quốc năm 2017. Thì cái định nghĩa về mặt suy tuần hoàn ấy, thì từ năm 1967 tác giả Franco Quest đã định nghĩa ra là gì ạ? Bao gồm sốc, ngất và tử vong, tất nhiên là bệnh cảnh khởi phát cấp tính và tổn thương hệ tuần hoàn, nhưng mà cơ chế bù trừ thì có thể thì hồi phục được. Tất nhiên là những trường hợp mà đã nói đến suy tuần hoàn cấp có nghĩa là những cái cơ chế đáp ứng mãn tính là chưa được khởi động, và đa phần cái biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân là do gì ạ? Do biểu hiện của cơ chế bù trừ cấp tính gây ra. Ví dụ như tụt huyết áp, giảm tới máu mô, nước tiểu giảm, giảm ý thức. Tất cả những cái điều đó là do những cơ chế bù trừ của bệnh nhân. Đến năm 1984 thì có một cái hội thảo quốc tế đã định nghĩa về suy tuần cấp. Đó là một hội chứng lâm sàng mà huyết áp tâm thu giảm dưới 90mm thủy ngân, hoặc là giảm dưới 30% so với huyết áp đèn, có dấu hiệu lâm sàng khác là da lạnh, nước tiểu dưới 20 lít/giờ, và dấu hiệu có kèm theo dấu hiệu giảm từ máu mô bao gồm gì ạ? Lactat máu tăng cao trên 20 mol/lít thì được gọi là suy tuần cấp. Tại Glasgow năm 2013 thì cái định nghĩa về sốc nó bắt đầu nó rõ hơn một chút nữa. Đấy là một tình trạng tưới máu tạng không thỏa đáng, tức là gì ạ? Bất cứ cái tình trạng nào làm cho tưới máu các mô của bệnh nhân không thỏa đáng, có thể là gì ạ? Do nhu cầu của mô nó tăng lên, ví dụ trong sốc nhiễm khuẩn, nhưng mà cũng có thể do gì ạ? Cái đáp ứng của cơ tim, của mạch máu không đủ để cung cấp cái lưu lượng tuần hoàn cho bệnh nhân, thì lúc đấy người ta gọi là đáp ứng không thỏa đáng về mặt tưới máu. Và khi đó thì cái sốc định nghĩa như thế, nhưng mà suy tuần hoàn cấp là tình trạng phân bố tưới máu mô không thỏa đáng hoặc không phù hợp dẫn đến tình trạng thiếu oxy tế bào toàn thân, thì được gọi là suy tuần hoàn cấp. Thì cái định nghĩa này từ 2013 đến giờ ấy, thì chúng tôi thấy bắt đầu được sử dụng nhiều và gì ạ?
cũng là cái định nghĩa chung nhất về một tình trạng suy tuần hoàn cấp cũng như tình trạng sốc cho bệnh nhân. Các bạn cũng biết rồi, đối với tình trạng suy tuần hoàn thì về mặt bản chất tưới máu của cơ thể nó phụ thuộc vào hai phần. Tưới máu của cơ thể phụ thuộc vào hai phần. Phần thứ nhất là gì ạ? Sức co bóp của cơ tim. Phần thứ hai là gì ạ? Độ giãn nở của mạch máu. Khi sức co bóp của cơ tim giảm thì tất nhiên là cung lượng tim sẽ giảm. Độ giãn nở của mạch máu mà gì ạ? Nếu nó co thì ở ngoại biên sẽ gì ạ? Sẽ giảm tưới máu. Nhưng nó giãn quá thì gì ạ? Cũng không có tưới máu ngoại biên. Nó co trong trường hợp ví dụ như sốc tim, nó gì ạ? Co mạch ngoại biên rất là nhiều. Giãn trong trường hợp sốc phản vệ, sốc nhiễm khuẩn. Thì cái đấy là cái cơ chế sinh lý bệnh chính. Tức là ở đây cung lượng tim thì có hai phần. Phần thứ nhất là sức co bóp của cơ tim, và phần thứ hai là độ giãn nở của mạch máu sau khi máu được tống ra ngoài tim. Về mặt sinh lý bệnh thì có bốn cái bệnh cảnh chính của suy tuần hoàn cấp, bao gồm giảm thể tích, tắc nghẽn, giảm sức co bóp nhưng giãn mạch và giãn mạch. Nhưng mà tựu chung lại thì có hai cơ chế chính, đấy là giảm cung lượng tim và giảm sức cản mạch hệ thống, thì gây ra tình trạng suy tuần hoàn cấp. Như tôi đã nói từ đầu thì ở đây có một cái vòng sinh lý bệnh. Khi chỉ số tim giảm thì dẫn đến giảm gì ạ? Giảm cái oxy vận chuyển. Và khi giảm oxy vận chuyển thì máu được vận chuyển oxy đến từng tế bào sẽ giảm, vì thế là rối loạn chức năng tế bào. Và thì thế là gì ạ? Cái oxy tiêu thụ của tế bào nó cũng giảm. Nó cứ vòng quanh vòng lại, và cuối cùng bệnh nhân rơi vào bệnh cảnh suy đa tạng. Khi ở hồi sức thì chúng tôi quan niệm bệnh nhân bao giờ cũng là một cái tổng thể chứ không phải là một con số. Ví dụ trong cái suy tuần hoàn cấp, chúng tôi bao giờ cũng đánh giá toàn bộ, ngoài cái nguyên nhân gốc rễ là gì ạ, cái tim hay cái giãn mạch, thì gì ạ, cái tổng thể tưới máu của bệnh nhân thế nào. Ví dụ bệnh nhân có tổn thương viêm phổi hay là phù phổi đi kèm, bệnh nhân có gì ạ, suy thận, giảm ý thức, tất cả những cái chuyện đó thậm chí cũng cùng do một cái cơ chế là gì ạ? Cơ chế giảm cung lượng tim và giãn mạch gây ra. Nói về các hỗ trợ tim, hỗ trợ tuần hoàn thì chúng ta cũng biết là cái hệ thống tim phổi nhân tạo ấy, thực ra nó phát triển đầu tiên ấy là trong phòng mổ, và nó thay thế tim đập trong quá trình các bác sĩ phẫu thuật tim thực hiện là ca phẫu thuật. Và cái quá trình đấy nó diễn ra khoảng tầm tối đa là 2 tiếng thôi, tức là cái vòng tuần hoàn khoảng 2 tiếng. Về sau thì cái hệ thống ECMO này thì nó bắt đầu được đưa vào áp dụng trên cơ thể người, bởi vì gì ạ? Nó cần kéo dài thời gian hỗ trợ tuần hoàn bệnh nhân thêm ra, và gì ạ? Cần gì ạ? Cần cái màng trao đổi oxy, cũng như là gì ạ? Cần hỗ trợ kéo dài. Vì thế là khoảng những năm 1953 thì bắt đầu là cái hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể được đưa vào áp dụng. Và người ta định nghĩa đó là hệ thống ECMO. ECMO nó là viết tắt Extracorporeal Membrane Oxygenation. Thì đối với hệ thống ECMO hỗ trợ tim thì các bạn cũng hiểu đơn giản là gì ạ? Chúng ta sẽ lấy máu từ hệ thống tĩnh mạch, từ hệ thống tĩnh mạch lớn, bao gồm gì ạ? Có thể là tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch, thậm chí tĩnh mạch dưới đòn. Chúng ta lấy ra và qua một cái bơm ly tâm. Cái bơm ly tâm này sẽ đẩy máu qua một cái màng trao đổi oxy, và màng trao đổi oxy này sẽ có nhiệm vụ, hai nhiệm vụ chính là gì ạ? Lấy oxy vào cho bệnh nhân và gì ạ? Và thải CO2 ra. Sau khi cái máu mà đã được lấy oxy và thải CO2 thì sẽ gì ạ? Đưa về hệ thống động mạch bệnh nhân. Đối với bệnh nhân thì hỗ trợ tuần hoàn cho tim ý, thì nó có ba hình thức chính là gì ạ? Chúng ta có thể đưa cái máu mà giàu oxy và đã lấy CO2 ý, về hệ thống động mạch ngoại vi. Thứ hai là gì ạ? Đưa về hệ thống động mạch trung tâm, tức là gần tim hơn. Thứ ba là đưa thẳng vào nhĩ trái, động mạch chủ, để cung cấp máu giàu oxy cho cơ thể. Thì ở đây thì ở khoa hồi sức chúng tôi, cũng như là hiện tại ở các khoa hồi sức ở Việt Nam ấy, thì đang là áp dụng cái phương thức là gì ạ? Hỗ trợ tuần hoàn ECMO, hỗ trợ tuần hoàn ngoại vi cho bệnh nhân, chứ không chưa không làm cái này, không làm cái đưa thẳng vào nhĩ, vào
động mạch chủ cũng như không đưa thẳng vào động mạch chủ lớn cho bệnh nhân. Về mặt chỉ định của cái hỗ trợ tim phổi nhân tạo thì cứ bệnh nhân có suy tuần hoàn thì chúng ta gì ạ, lúc đó tim không đáp ứng được và gì ạ, mạch giãn ra quá, đến khi gì ạ, đã rơi vào cơ chế sinh lý bệnh, giảm oxy tế bào, giảm cung lượng tim, giảm gì ạ, oxy vận chuyển, thậm chí rối loạn chức năng tế bào, cuối cùng là giảm oxy tiêu thụ, thì chúng ta có chỉ định. Thì tôi cũng liệt kê các chỉ định chính đối với từng bệnh nhân được phải hỗ trợ cái tuần hoàn ngoài cơ thể. Đấy là gì ạ? Sốc tim. Khi trong bệnh cảnh nhồi máu cơ tim cấp, trong bệnh cảnh viêm cơ tim cấp, sau thai tim, bệnh cơ tim và gì ạ? Do quá liều thuốc gây gì ạ? Làm ức chế cái sức co bóp cơ tim. Trường hợp là viêm cơ tim do nhiễm khuẩn và bệnh lý gì ạ? Cơ tim do tiền sản giật, các bệnh lý tắc mạch phổi, rối loạn nhịp, những bệnh lý tăng áp lực mạch phổi nặng, phản vệ nặng, chấn thương mà có tổn thương cơ tim lớn, các bệnh lý chảy máu phổi mà cái phổi không đủ chức năng kèm theo cái tim có vấn đề, thì lúc đó và sau khi hỗ trợ ở giai đoạn ngắn cái tuần hoàn ngoại thể thì chúng ta có thể tính lâu dài là hỗ trợ ECMO này cho bệnh nhân khi chuẩn bị thay tim. Thế thì vai trò của cái hỗ trợ ECMO VA, chúng tôi gọi là hỗ trợ ECMO VA bởi vì nó có hai hình thức hỗ trợ là VA và VV. VA có nghĩa là gì ạ? Chúng ta lấy từ tĩnh mạch, chúng ta đổ về động mạch thì là VA. Còn VV là chúng ta lấy từ tĩnh mạch, chúng ta trả về tĩnh mạch luôn, gọi là VV. Thì đối với VV thì tôi không nói ở đây, bởi vì VV đa phần hỗ trợ trong trường hợp bệnh nhân giảm oxy máu nặng, đặc biệt trong các trường hợp viêm phổi mà do cúm. Áp dụng đầu tiên là từ khoảng năm 2005-2009 khi có các đại dịch cúm ấy, thì hỗ trợ VV trong trường hợp đó. Thì còn trong hỗ trợ VA, tức là gì ạ, venous artery, thì gì ạ, đối với tuần hoàn cung lượng tim ở trong cái máy tim phổi nhân tạo ấy, nó sẽ cung cấp cho khoảng 60-80% tổng cung lượng tim cung cấp cho bệnh nhân, còn lại 20-40% là do gì ạ, tim của bệnh nhân tự co bóp. Như thế thì gì ạ, cái phần đa là gì ạ, do máy hỗ trợ. Và chúng tôi làm mà hỗ trợ tim phổi nhân tạo ấy, thì chúng tôi thấy là ví dụ trước khi bệnh nhân được hỗ trợ liều vận mạch rất cao và gì ạ, chúng tôi siêu âm tim thì EF khoảng 34%, thì lúc chúng tôi đo cái cung lượng tim qua cái đường giãn thất trái nó cũng khoảng độ tầm 1.5-2, thì sau khi chúng tôi hỗ trợ khoảng 6 tiếng đầu thì bệnh nhân vẫn có thể có cái cung lượng đó, nhưng mà đến khoảng 24 tiếng ấy thì gần như cái cung lượng đấy không có nữa và gì ạ, chỉ thấy một cái dòng máu chạy từ tim trái qua động mạch phổi qua động mạch chủ gì ạ, và không tạo nên một cung lượng tim cụ thể. Lúc đó huyết áp bệnh nhân gì ạ, chập tâm thu tâm trương lại với nhau, thậm chí gì ạ, chập bằng nhau luôn, thì lúc đó cái tim được ví như gì ạ, như cái mạch máu, ví như mạch máu để gì ạ, để lưu thông dòng chảy thôi, chứ không có chức năng co bóp. Mà chức năng co bóp của bệnh nhân là gì, do hệ thống tim phổi nhân tạo. Đặc biệt là đối với bệnh nhân gì ạ, viêm cơ tim thì chúng tôi hay gặp là cái bệnh lý là gì? Bệnh cảnh là khi mình hỗ trợ tim phổi nhân tạo thì bệnh nhân tâm thu tâm trương bằng nhau luôn. Thì cái dòng máu như các bạn vừa xem cái sơ đồ ấy, cái dòng máu mà tạo nên cái cung lượng tim ở máy tim phổi nhân tạo nó chiếm 60-80% ấy, thì nó phụ thuộc vào ba yếu tố là gì ạ, cái tiền gánh ở cái hệ thống tĩnh mạch này, hệ thống tĩnh mạch này nó có đủ không. Thứ hai là gì ạ, chúng ta có thể điều chỉnh cái vòng quay của cái hệ thống tim phổi nhân tạo, và vì thế là gì ạ, chúng ta sẽ điều chỉnh được cái lực hút qua đó, thì cung lượng tim nó sẽ gì ạ, cung lượng tim nó sẽ thay đổi theo cái vòng quay đó. Nếu mà cung lượng tim càng lớn thì có nghĩa là lúc đấy chúng ta phải điều chỉnh cái vòng quay lên càng lớn, thì kèm theo các biến chứng xảy ra nữa. Và cái điều thứ ba đấy là phụ thuộc vào cái hậu gánh, tức là chúng ta đẩy về cái động mạch. Nếu động mạch bệnh nhân giãn thì ạ, giảm sức cản hệ thống thì gì ạ, tất nhiên là cái máy nó phải gì ạ, phải chạy nhiều hơn,
thì mới đảm bảo cái cung lượng cung cấp cho bệnh nhân. Còn nếu mà động mạch co thì chúng ta đẩy lên một chút là cung lượng tim đảm bảo luôn. Như thế thì đối với máy tim phổi nhân tạo thì cái cơ chế tạo nên cung lượng tim cũng không khác gì cái cơ tim thực tế của bệnh nhân. Cái vai trò thứ nhất là tạo lên một cái dòng máu, và cái dòng máu này là cái dòng máu liên tục tưới vào trong hệ thống động mạch của bệnh nhân, và nó cung cấp cung lượng khoảng 80%. Nếu mà trường hợp bệnh nhân gì ạ, cơ tim không còn co bóp nữa, cái chênh lệch huyết áp tâm thu tâm dương thì gần như bằng không, thì thậm chí nó có thể cung cấp đến cái dòng có thể cao hơn nữa, 90 hoặc thậm chí hoàn toàn. Lúc đấy này tim giống như một cái mạch máu để lưu thông dòng máu trong cơ thể bệnh nhân. Thế đối với hỗ trợ tim phổi nhân tạo mà hỗ trợ tim ý, thì cái vai trò dòng là vai trò chính thì chúng ta đặt ra để hỗ trợ cho bệnh nhân. Ngoài ra thì vai trò trao đổi oxy trong hệ thống tim phổi nhân tạo này cũng có vai trò rất lớn, đặc biệt là gì ạ? Nó lấy oxy thêm để cái máu có cái dòng máu khoảng 80% này này, nó sẽ có thêm oxy để gì ạ? Để cung cấp cho cơ thể bệnh nhân, và gì ạ? Thải carbonic. Thì cái lấy oxy thì phụ thuộc vào nồng độ oxy khí trao đổi qua màng oxy, và thải carbonic phụ thuộc vào lưu lượng khí qua màng oxy vào máu. Thì ở trên thế giới thì người ta có đăng ký các trung tâm ECMO, thì các bạn biết là chủ yếu là ở phía châu Âu, thì châu Mỹ và một phần châu Phi, châu Úc thì cũng có một số trung tâm, nhưng còn châu Á thì ở Việt Nam hiện tại chưa có trung tâm nào đăng ký cả, mặc dù y khoa chúng tôi chạy rất nhiều nhưng mà chưa đăng ký trên thế giới. Thì hàng năm cái hỗ trợ ở ECMO cho bệnh nhân sốc tim ấy, trên thế giới nó tổng số ca có đến khoảng 11.000 ca, và tỷ lệ bệnh nhân sống khoảng 40% tổng số ca đó, tức là cái số ca chạy ECMO cực lớn. Và đối với về mặt thống kê thì khi hỗ trợ tim thì người ta cũng hỗ trợ, nhưng mà đa phần trong cái trường hợp bệnh nhân sốc tim là đến khoảng 41%, khoảng một nửa số ca sốc tim, và tỷ lệ sống của ca sốc tim khoảng 41%. Ngoài ra nó cũng sẽ chạy trong các bệnh lý tim bẩm sinh, ngừng tim hoặc là bệnh cơ tim, viêm cơ tim cấp. Thì ở Việt Nam này, ở Việt Nam chúng ta này, bây giờ chúng tôi thống kê là khoảng độ tầm 70-80% số ca hỗ trợ tim phổi nhân tạo cho cái suy tuần hoàn cấp này, cho bệnh lý là viêm cơ tim, tức là đa phần trong viêm cơ tim. Và cái hiệu quả đối với viêm cơ tim thì các bạn nếu mà lên qua chúng tôi cũng sẽ biết là bệnh nhân viêm cơ tim ngày trước khoảng 2009 ấy, bệnh nhân viêm cơ tim tử vong hết, các bác sĩ cứ nhìn thấy bệnh nhân rối loạn nhịp, chứ tăng no, tăng are, cuối cùng là tử vong trong bệnh cảnh không làm gì được cả. Nhưng mà khi chúng tôi hỗ trợ máy tim phổi nhân tạo vào thì bệnh nhân giảm vận mạch, có những trường hợp cắt hoàn toàn vận mạch sau khoảng tầm 6 tiếng. Sau đó thì chúng tôi theo dõi khoảng 2-3 ngày, chúng tôi làm các biện pháp để cai máy tim phổi nhân tạo, thì có những trường hợp thì kéo dài là khoảng 14 ngày, trường hợp đa phần là khoảng 5-7 ngày sau khi hỗ trợ tim phổi nhân tạo là chúng tôi có thể bỏ được cái máy tim phổi nhân tạo. Thì những cái pha này tôi không nói thêm nữa. Đối với trường hợp là trong phản vệ nặng thì trường hợp phản vệ nặng cũng là một cái tình huống suy tuần hoàn cấp, và trên thế giới thì người ta cũng hỗ trợ. Tuy nhiên là có những cái báo cáo lớn, có những báo cáo lớn về về bệnh nhân phản vệ nặng phải hỗ trợ tim phổi nhân tạo thì gần như chưa có. Và chúng tôi tra cứu trên PubMed hoặc là Cochrane ấy, thì đa phần là những cái ca lâm sàng hoặc là những chùm bệnh thôi. Thì ở đây tôi đưa một cái ca ở Đài Loan. Bệnh nhân này 50 tuổi vào viện vì đau ngực sau tiêm Iovasol chụp mạch vành. Bệnh nhân không có tổn thương động mạch vành thì bệnh nhân xuất hiện suy hấp, tụt huyết áp, lơ mơ, sau đó ngừng tim. Bệnh nhân được cấp cứu hoàn toàn, 10 phút có tim, bệnh nhân được đặt bóng đối xung, siêu âm tim thì không có tràn dịch màng ngoài tim, và lúc này
sau khi cấp cứu là 10 phút, siêu tim EF còn 15%, thì bệnh nhân tiếp tục được đẩy hỗ trợ bơm bóng liều adrenaline tối đa, nhưng tiếp tục tối đa thì bệnh nhân được chỉ định hỗ trợ tim phổi nhân tạo. Và sau 4 ngày hỗ trợ tim phổi nhân tạo thì EF cải thiện từ 15 lên 45% và bệnh nhân được ngừng ECMO sau 6 ngày. Thì tiếp tục cái quá trình đó, bệnh nhân sau 6 ngày ngừng ECMO thì bệnh nhân vẫn tiếp tục được hỗ trợ tim bóng bơm bóng ngược dòng, thì bệnh nhân rút ống nội quản là gì ạ? Không có tổn thương gì cả. Thì đối với trường hợp phản vệ nặng này thì ở khoa chúng tôi cũng thực hiện khoảng từ 2013 chúng tôi cũng đã thực hiện những cái ca phản vệ nặng mà khi đó ở tuyến tỉnh các anh chị cung cấp cứu hồi sức ra đây không đảm bảo huyết động và bệnh nhân cứ tăng vận mạch lên thì chúng tôi cũng hỗ trợ. Thì đối với phản vệ nặng nếu mà hỗ trợ sớm thì chúng tôi thấy cũng có hiệu quả. Thì ca thứ hai là cũng ở Đài Loan, bệnh nhân nam 54 tuổi vào viện vì mổ u màng hoạt dịch chân phải. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, bệnh mạch vành, đặt stent 3 năm trước và không có tiền sử dị ứng. Bệnh nhân được gây mê fentanyl propofol, đặt nội quản thở máy và đặt online. Sau đó bệnh nhân được đặt cathe tĩnh mạch trung tâm thì có sát khuẩn bằng cồn và clonazepam tĩnh mạch đùi trái. Tuy nhiên là sau 5 phút thì bắt đầu thấy bệnh nhân gì ạ? Mạch nhanh, huyết áp tụt, FPO2 giảm, áp lực đỉnh đường thở tăng cao, ST chênh lên. Thì lúc này liệu có phải là nhồi máu cơ tim không? Hay là gì ạ? Bệnh cảnh gì khác? Thì bệnh nhân sau đó xuất hiện ngừng tuần hoàn. Bệnh nhân cũng được cấp cứu theo quy trình. Sau đó thì bệnh nhân gì ạ? Được hỗ trợ tim phổi nhân tạo. Và bệnh nhân này thì khi các anh ấy khảo sát, các anh ấy xác định là bệnh nhân này có dị ứng với clonazepam, thì bệnh nhân này được hỗ trợ tim phổi nhân tạo và sau 4 ngày thì cũng được bỏ cái máy hỗ trợ tim phổi nhân tạo. Thì lúc này các anh chẩn đoán là một cái tình trạng phản vệ nặng nguy kịch do gì ạ? Do clonazepam. Và các thông số về mặt huyết áp tâm thu tâm trương cũng như thông số tuần hóa tâm máu thì tăng theo thời gian hỗ trợ. Thế còn cái tình huống thứ ba là trong trường hợp bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn thì chúng ta có hỗ trợ, cũng là một tình huống suy tuần hoàn nặng, chúng ta có hỗ trợ máy tim phổi nhân tạo hay không. Thì thực tế trên thế giới người ta cũng đưa ra các chùm bệnh, có những cái chùm bệnh khoảng 20 ca, có chùm bệnh khoảng 14 ca. Tuy nhiên là gì ạ? Người ta thấy là gì ạ? Đối với bệnh nhân ECMO mà hỗ trợ, bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn mà hỗ trợ tim phổi nhân tạo, có nghĩa là lúc đấy tuần hoàn bệnh nhân giảm khủng khiếp rồi, rối loạn khủng khiếp rồi, và đa phần lúc đó này phụ thuộc vào cái sốc nhiễm khuẩn có đáp ứng với cái điều trị nữa hay không, còn hỗ trợ chỉ là biện pháp cơ học thôi. Thì người ta cũng thấy là gì ạ? Bệnh nhân hỗ trợ tim phổi, người ta đưa ra một kết luận là gì ạ? Bệnh nhân mà nhiễm khuẩn nặng thì không có chống chỉ định ECMO. Tuy nhiên chống chỉ định ECMO ở trong trường hợp mà gì ạ? Nhiễm khuẩn ấy, thì nên hết sức thận trọng. Bởi vì gì ạ? Lúc đó phụ thuộc vào cái tình trạng bệnh nhân có đáp ứng với tình trạng nhiễm khuẩn hay không, tình trạng sốc hay không. Vì đa phần khi đã nghĩ đến tình trạng sốc mà không hồi phục, các anh chị phải hỗ trợ máy hỗ trợ ECMO ấy, thì có nghĩa là gì ạ? Bệnh nhân đã rơi vào tình trạng suy tuần hoàn và thậm chí sốc chơ rồi, thì lúc đó đặt ra vấn đề hỗ trợ chưa chắc đã giải quyết được gốc rễ của vấn đề và bệnh nhân có thể tử vong. Đây là một cái chùm ca bệnh 14 ca ở Pháp. Thì các anh ấy cũng tổng kết các nguyên nhân gì ạ? Gây sốc nhiễm khuẩn, sau đấy các anh ấy hỗ trợ tim phổi nhân tạo. Thì gì ạ? Kết luận đưa ra là gì ạ? Hỗ trợ tim phổi nhân tạo ấy thì có thể cứu sống được, hồi sức được 70% bệnh nhân mà sốc chơ, sốc nhiễm khuẩn chơ mà có rối loạn chức năng tim. Và nó là một biện pháp gọi là hỗ trợ thêm cho bệnh nhân thôi, nó cũng không đưa lại cái giá trị quá lớn. Thế thì đối với sốc nhiễm khuẩn thì người ta lại nghiên cứu các bệnh nhân, các nhóm bệnh nhân khác, thì người ta
đưa ra này, đối với sốc nhiễm khuẩn mà được hỗ trợ tiêm phổi nhân tạo ấy, thì đối với trường hợp bệnh nhân gì ạ, hỗ trợ sớm trong vòng 4 ngày đầu, hoặc là gì ạ, nhiễm khuẩn vi khuẩn gram dương và gì ạ, tiêm phổi, thì hỗ trợ tiêm phổi nhân tạo thì có những yếu tố tiên lượng tốt hơn những cái bệnh lý ví dụ như muộn quá gram âm hoặc là nhiễm trùng máu. Đây là những cái ca mà thực tế ở khoa chúng tôi gặp. Bệnh nhân thứ nhất, bệnh nhân nam 31 tuổi, vào viện tháng 10 2016 vì nôn. Bệnh nhân này tiền sử thì khỏe mạnh, không có vấn đề gì khác cả. Ngày 1 tháng 10 2016 bệnh nhân có uống rượu và ăn tiết canh lợn. Và bệnh nhân này tham dự một cái đám cưới thì uống rượu 2 ngày liên tiếp. Đến trưa ngày mùng 2 tháng 10 thì xuất hiện mệt, có mẩn ngứa nhưng mà tự hết. Và đến ngày mùng 3 tháng 10 xuất hiện nôn ra thức ăn và nôn tăng lên đau ngực trái. Thì vào viện đại học y chẩn đoán là theo dõi ngộ độc rượu. Tuy nhiên là đến thời điểm vào đại học y này xuất hiện rối loạn nhịp tim, troponin T tăng từ 0,04 lên 0,7 và chuyển sang khoa cấp cứu. Tại khoa cấp cứu thì bệnh nhân xuất hiện những cái rối loạn nhịp nhanh trên thất, huyết áp tụt. Bệnh nhân được đánh sốc điện và chẩn đoán theo dõi viêm cơ tim. Và vì tình trạng bệnh nhân theo dõi viêm cơ tim này thì các anh phải duy trì thuốc vận mạch, đặt nội quản, sau đó chuyển khoa hồi sức tích cực. Tại khoa hồi sức tích cực thì tình trạng bệnh nhân nhiễm khuẩn thì chắc chắn rồi, và bệnh nhân có tình trạng sốc cũng khá nặng, nổi vân tím toàn thân, lactat máu thì tăng cao, và bệnh nhân vẫn còn đi ngoài phân lỏng số lượng khoảng 2.500 đến 3.000 ml trong vòng 24 giờ, suy đa tạng tiến triển, sofa đến 14 điểm và tiếp tục mạch nhanh, huyết áp tụt, siêu âm tim thì bắt đầu có giảm vận động các thành tim, AF có 27%. Vì thế nên bệnh nhân giai đoạn này thì tính ra là cũng khoảng chưa đến 4 ngày thì chúng tôi cũng tiến hành hỗ trợ tiêm phổi nhân tạo cho bệnh nhân. Đây là cái hình ảnh X quang phổi gần như sáng, sạch sẽ. Sau đó thì sau khi hỗ trợ tiêm phổi nhân tạo thì có những biến đổi. Bệnh nhân này cũng được làm các xét nghiệm độc chất, các xét nghiệm vi khuẩn để loại trừ. Và đặc biệt là có cái siêu âm khối thượng thận phải kích thước 6x7 cm. Cái này thì chúng tôi nghi ngờ là một cái u thượng thận. Sau khi được hỗ trợ ngày mùng 4 thì trong khoảng 3 ngày đầu procalcitonin liên tục tăng cao trên 100. 86, sau đấy thì nó tiếp tục nó giảm xuống 21. Và trong giai đoạn này chúng tôi dùng kháng sinh Ropinirole kết hợp với Tigecycline vì chúng tôi nghi ngờ nhiễm trùng ổ bụng. Và bệnh nhân này thì cái điểm sau khi hỗ trợ tiêm phổi nhân tạo là ngày 4 tháng 10 thì bệnh nhân được hỗ trợ thì cái điểm suy đa tạng có vẻ giảm nhưng mà giảm không đáng kể. Và về sau thì thậm chí nó còn tăng lên đến cái ngày cuối cùng, ngày 13 này bệnh nhân tử vong. Thì trong quá trình hỗ trợ tiêm phổi nhân tạo thì chúng tôi để ý là gì ạ? Bệnh nhân sau khi hỗ trợ nhân tạo thì tưới máu của bệnh nhân rất là tốt và lactat của bệnh nhân là gì ạ? Giảm xuống, chúng tôi cắt được vận mạch. Đến cái ngày mùng 10 thì chúng tôi ngừng được máy tiêm phổi nhân tạo. Tức là đến đây thì chúng tôi ngừng được máy tiêm phổi nhân tạo. Tuy nhiên là cái tình trạng nhiễm khuẩn của bệnh nhân hoàn toàn là không hết. Procalcitonin vẫn là gì ạ? 21, vẫn lơ lửng 21. Và gì ạ? Sau 3 ngày chúng tôi ngừng máy tiêm phổi nhân tạo, bệnh nhân tử vong trong bệnh cảnh nhiễm khuẩn lại, sốc nhiễm khuẩn. Như thế là hỗ trợ là tiêm phổi nhân tạo cho bệnh nhân ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn này có vẻ không ăn thua, đúng không ạ? Mặc dù mình hỗ trợ cho bệnh nhân được nhưng với tình trạng nhiễm khuẩn bệnh nhân gì ạ? Vẫn dai dẳng và bệnh nhân gì ạ? Vẫn chết trong bệnh cảnh sốc nhiễm khuẩn. Đấy là bệnh án thứ nhất. Bệnh án thứ hai là bệnh nhân nữ 28 tuổi, địa chỉ ở Hải Dương, cũng vào khoảng tháng 10, trùng với thời gian cái ca vừa rồi đấy ạ. Đau bụng, vào viện Bạch Mai vào mùng 8 tháng 10, vào bệnh viện Hải Dương thì diện mùng 6 tháng 10. Bệnh nhân này vào viện Hải Dương vì lý do đau bụng hỗ trợ phải và chẩn đoán viêm ruột thừa. Thì trong quá trình mổ và sau quá trình mổ thì không có gì đặc biệt cả. Sau đó bệnh nhân mổ xong thì được chuyển về khoa ngoại. Bệnh nhân được tiêm
Ceftazidime lần đầu tiên, thì sau khoảng 15 phút bệnh nhân bắt đầu gì ạ? Nổi mề đay, mẩn ngứa, nhưng mà không khó thở. Huyết áp lúc đó thì vẫn là 160. Thì các anh chị ở đó nghĩ là một cái tình trạng dị ứng, thì là các anh chị ngừng thuốc tiêm, dùng thuốc solumiron, dimeron, thở oxy. Và sau đó thì bệnh nhân cũng không có tiến triển gì đặc biệt. Tuy nhiên là gì ạ? Bệnh nhân xuất hiện mẩn ngứa tăng, thở rít và huyết áp tụt sau đó. Và gì ạ? Bệnh nhân được tiêm bắp arenin, solumiron và tiếp tục truyền dịch. Và bệnh nhân diễn biến nặng hơn và chuyển khoa hồi sức. Tại khoa hồi sức thì bệnh nhân bắt đầu xuất hiện những gì ạ? Dấu hiệu sốc, khó thở, SPO2 tụt, da môi gì ạ? Tím, tim không đều, các ngoại tâm thu xuất hiện. Huyết áp thì với arenin duy trì thì gì ạ? Huyết áp vẫn dao động, những cái toan chuyển hóa bắt đầu xuất hiện và bệnh nhân tiếp tục tụt huyết áp. Thì chúng tôi các anh ấy liên hệ lên trên bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục hồi sức. Và tại bệnh viện Bạch Mai thì bệnh nhân tình trạng sốc, thì lúc đó bệnh nhân đang được duy trì arenin, dobutamin 16 microgram và khi này thì không tình trạng thiếu dịch, lactat 1,7. Bệnh nhân được thở theo bóp bóng qua nội quản, đờm ít, có lẫn máu và chỉ số oxy, tức là chỉ số P/F khoảng 272, tức là không phải giảm quá nặng. Về mặt tim mạch thì bệnh nhân xuất hiện những cái rối loạn nhịp nhanh thất và men tim cũng là proBNP tăng lên, thì AF siêu âm chỉ khoảng 33%. Đây là cái hình ảnh điện tim tại bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân này lúc đầu các anh cũng nghi là có thể bệnh nhân này có cái bệnh cảnh tắc mạch phổi hoặc tắc mạch khí sau khi phẫu thuật, thì các anh ấy chụp MSCT động mạch phổi thì cũng không thấy hình ảnh huyết khối động mạch phổi. Và gì ạ? Bệnh nhân nằm ở khoa hồi sức chúng tôi từ mùng 8 đến mùng 9 thì chúng tôi thấy là tình trạng sốc bắt đầu nặng lên, arenin tăng liều, bắt đầu phải duy trì no, dobu vẫn phải giữ liều cao, lactat máu bệnh nhân tăng lên lên 3, NT-proBNP tiếp tục tăng lên và tổn thương cơ tim thì cũng tiếp tục tăng lên, suy hô hấp thì tiến triển, P/F bắt đầu giảm xuống từ 272 xuống còn 77, xuống 55. Thì lúc này về mặt nguyên tắc thì bệnh nhân rơi tình trạng sốc và có giảm oxy thì chúng tôi cũng tiến hành chỉ định hỗ trợ ECMO, hỗ trợ tuần hoàn. Thì trong quá trình hỗ trợ ECMO thì chúng tôi thấy là cái tưới máu bệnh nhân cải thiện rõ, chỉ số lactat máu thì giảm dần. Hỗ trợ tổng số thời gian hỗ trợ ECMO của chúng tôi là gì? Có 4 ngày. Thì gì ạ? Tất cả các thông số quay về như trước. Và trong quá trình hỗ trợ ECMO thì chúng tôi sau khi hỗ trợ ECMO xong thì chúng tôi ngừng luôn các vận mạch để máy tuần hoàn ngoài cơ thể hỗ trợ. Và siêu âm tim thì EF bắt đầu cải thiện ngày 11 35%, ngày 12 41 và ngày 14 khi trước khi kết ECMO là 52%. Đây là một ca phản vệ mà gì ạ? Theo diễn biến thì cũng rất là nặng theo thời gian. Và đặc biệt là bệnh nhân này bắt đầu biến chứng suy đa tạng. Thì chúng tôi cũng lý giải có thể là trong cái trường hợp ban đầu ấy, các anh ấy nhận định thời gian đầu tiên khi bệnh nhân được tiêm kháng sinh nhận định có thể không đúng. Nên là gì ạ? Tiêm arenin thì tiêm arenin cũng khoảng sau khoảng độ tầm 15 phút cái mũi đầu tiên. Vì thế là bệnh nhân thoát dịch, thoát mạch, rơi vào bệnh cảnh suy tuần hoàn kèm theo sau khi phản vệ. Và ca này thì cũng hỗ trợ được tim phổi nhân tạo cũng khá sớm, vì thế bệnh nhân có thể cứu được. Đấy, thì thế này là bây giờ các anh chị ở các tuyến cứ có bệnh nhân phản vệ nguy kịch suy tuần hoàn cấp thì liên hệ thẳng với khoa chúng tôi. Thì nếu mà có hỗ trợ thì chúng tôi khuyến cáo là hỗ trợ sớm, chứ để đến khi gì ạ, suy đa tạng mà không còn làm gì được nữa, ngừng tuần hoàn, chả còn ý thức nữa thì lúc đấy hỗ trợ vô ích. Điện tim sau đó mùng 9 tháng 10 và bệnh nhân được rút nội quản rồi chuyển bệnh viện tỉnh. Đấy là cái hỗ trợ tim phổi nhân tạo cho bệnh nhân suy tuần hoàn cấp. Thì các anh chị tóm tắt lại có 3 vấn đề chính. Một là
bệnh nhân tổn thương cơ tim do các bệnh cảnh viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim, gì ạ, sốc tắc nghẽn do gì ạ, tắc mạch phổi, thì các anh chị biết rồi, hỗ trợ, bắt buộc phải hỗ trợ. Và cái kết quả gì ạ, kết quả phụ thuộc vào có giải quyết được cái bệnh lý nền hay không. Cái nhóm thứ hai là đối với trường hợp phản vệ, thì chúng tôi gì ạ, thấy là kể cả trên y văn thế giới cũng như là trên y văn cũng như các ca lâm sàng mà chúng tôi trình bày, thì khi bệnh nhân suy đa tạng do phản vệ nặng và có suy tuần hoàn nặng, phải hỗ trợ vận mạch liều cao, thì các anh chị chuyển sớm lên các trung tâm mà có thể can thiệp được, hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể. Cái nhóm thứ ba là sốc nhiễm khuẩn. Thì sốc nhiễm khuẩn này thì chúng tôi thấy là khi hỗ trợ này thì cái giá trị của nó cũng không quá lớn, không quá lớn, bởi vì nó phụ thuộc vào nguyên nhân nhiễm trùng. Mà chúng tôi rất rất băn khoăn, bởi vì sao, khi hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể chúng ta phải đưa một cái ống rất là lớn, ống canuin tĩnh mạch nó khoảng 21,5 F, động mạch khoảng 18,5, 19,5, 21 F vào trong lòng mạch máu. Ở vị trí đấy có cũng có thể là một cái vị trí mà vi khuẩn nó cư trú và nó gây tình trạng nhiễm khuẩn nặng lên. Nên là đối với trường hợp mà đang có sốc nhiễm khuẩn thì chúng tôi cũng rất e rè trong chuyện chỉ định ECMO. Mà trong trường hợp sốc tim rõ ràng rồi thì chỉ định không sao cả, nhưng mà phụ thuộc vào nguyên nhân nền của bệnh nhân. Còn phản vệ mà nặng quá thì bắt buộc phải hỗ trợ.